Nhà đất Tây Ninh TV xin thân ái gửi lời chào đến cô chú anh chị gần xa. Thì hôm nay em có một lô đất cần giới thiệu đến cô chú anh chị mình xem tham khảo ha. Thì hướng này mình sẽ ra quốc lộ 22B là khoảng có 200-300 mét thôi cô chú chị ha. Đó, khu vực này rất là tiềm năng. Thì ở đây có khu nghiệp Thành Đức rất là lớn cô chú chị ha. Đó, thì mình di chuyển về tay trái mình về thành phố Hồ Chí Minh. Đó, mình về di chuyển bên tay phải thì mình sẽ về thành phố Tây Ninh. Đó, còn ngược lại hướng này thì mình vô khu công nghiệp Thạnh Đức luôn của chị kỹ ha, đường thông đó. Đây là bản đồ quy hoạch của khu công nghiệp, vị trí đất của mình sát bên luôn, liền kề nhau đó. Còn hướng đất của mình là vô trong đây tầm khoảng 50 mét của chú chị ha, tầm khoảng 50 mét là vị trí đất của mình nằm trong khu dân cư đó. Thì cô chú anh chị mình vô đây xem chi tiết tham khảo lô đất ngày hôm nay giới thiệu đến cô chú anh chị mình ha. Thì lô đất của mình có diện tích là 13 nhân 52 của chú chị ha. Thì tính từ cái trụ này mình sẽ qua tới miếng hàng rào bên kia là 13 mét của chú chị ha. Thì đó, quay ra ngoài thì của chú chị thấy ha, khoảng có khoảng 3-40 mét thôi chứ không được 50 nữa đó. Tầm khoảng chắc 40 mét của chú chị ha. Đó, thì từ miếng này mình sẽ kéo ngang qua tới hết cái miếng rào bên đây là 13 mét đó, của chú chị thấy ha. Đó, tới vị trí này, tới ranh giới của người hàng rào của tại bên đây ha là 13 mét, hậu sâu ở xuống dưới là 52 mét. Lô đất này cao ráo, chủ đã có rào quay quanh bao tranh chấp của chú chị ha, sổ sẵn công chứng liền đó. Thì của chú chị mình xem cái lô đất này thích hợp của chú chị mình ở đặt đầu tư hoặc lập vườn nghỉ dưỡng ha, thì liên hệ cho em qua số điện thoại Zalo để trên màn hình đó. Thì em xin cập nhật lại của chú chị ha. Đất mình tọa lạc là ấp Bông Trang, xã Thành Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Diện tích là 725 m², có chiều ngang là 13 m, hậu dài 52 m của chú chị ha. Có 470 thổ cư. Thì giá bán của chủ là 2 tỷ 50 triệu, nhanh lẹ của chú anh chị ha, công chứng liền. Thì bây giờ mời cô chú anh chị mình ra một đoạn để xem tham khảo ha. Thì từ vị trí này mình ra quốc lộ 22 thì tầm khoảng 300 m của chú anh chị ha. Thì bán kính cỡ 600 m thôi, 600 m. Thì có cả hai chợ đó, chợ chiều, xin lỗi, chợ Mơi Bông Trang và chợ Thạnh Đức và ủy ban chợ, trường học vân vân, xung quanh chỉ có vài trăm mét thôi, chưa được km của chú chị ha. Đó, thì của chú anh chị mình thấy lô này thích hợp đầu tư mua ở đó, hoặc là kinh doanh nhà trọ, nhà nghỉ hay gì cũng được cô chú chị ha. Nói chung là rất là quyết luôn. Hiện tại bây giờ cô chú anh chị mình biết rồi, hiện tại khu nghiệp Hiệp Thạnh thuộc xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu cũng đang giai đoạn đầu chuẩn bị khởi công, cho nên là đất cũng rằng rộ rộ. Bây giờ từ đây cuối năm Tây Ninh sẽ rất là hot vấn đề đất đai của chú chị ha. Đó, đặc biệt là khu vực Gò Dầu bây giờ triển khai rất là nhiều luôn. Bây giờ khu nghiệp Hiệp Thạnh và những tuyến đường như Hồ Chí Minh, như từ nói liền từ Bình Dương, Tây Ninh, Long An ha, cao tốc Mộc Bài, Thành phố Hồ Chí Minh, nói chung là bây giờ đang triển khai để sang lấp ha. Rồi cô chú chị mình tới đây là quốc lộ 22 của chú chị ha. Mình về tay phải thì về thành phố Tây Ninh, như Tàu Thánh, Núi Bà Đen. Mình về tay trái thì về trung tâm thị trấn Gò Dầu, cũng như là trảng bàn của chú thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì từ vị trí này mình sẽ cách bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh là tầm khoảng 60 km của chú chị ha. Thì vừa vô tới đất mình là tầm thẳng 60-61 cây số thôi. Đó, thì cô chú anh chị mình xem video có nhu cầu thì liên hệ cho em. Lần đầu xem kênh cho em một like và đăng ký kênh để cập nhật thông tin nhà đất mới nhất.